Đây lưu rồi. Tươi nước mắm đó. Cái này nước mắm là tươi. Nước mắm, đúng không? Nước mắm mà chứ phải đâu mắm hả? Có nước mắm này con bé nó đây. Mấy người thấy cơm với canh rồi thấy tươi lại liền thấy chưa? Đây. Hả? Đó. Mình kiếm cái đèn. Đây. Giữa đồ ăn Việt Nam đầu tiên trong 9 ngày. Wow. Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, có cơm Việt Nam mà có đũa nữa, thấy không? Cơm này mới đúng là cơm Việt Nam. Đúng rồi. Và nè, mấy người hành hương nè, thấy chưa, ăn cơm ngon không? Mấy người hành hương ăn cơm thiệt là ngon luôn á. Sao cơm ngon không bác? Cơm ngon không? Mấy sơ nấu có được không? Ăn cơm ngon không? Dạ, yeah, thôi mời bác ăn nha. Đó. Dạ vâng. Em đi kiếm kiếm ở Jenny đâu rồi? Đây, hai anh chị ăn cơm ngon không? Ngon quá, ngon lâu lắm mới được ăn cơm. Rồi. I còn đường chờ xe bus đi vô Saint Peter. Em Tuyến ơi, sao với chị? Chị mới đụng xe đấy. Yeah. Đụng xe làm sao? Chị lái xe vào nhà người ta luôn. Thế là chị xấu đi người ta. Mà năm nào đi xe? Không nhớ năm nào. Yeah. Sorry người ta, cái người ta bảo sorry cái gì, sorry nhà tôi bây giờ thành là tông quay cửa sổ mà. Trời ơi, sao chạy ghê vậy? Không, thay vì đạp thắng. Bài đạp ga, đúng rồi. Trời ơi. Bà có người ngồi trong đó mà không biết. Bà bảo may quá em mà chị không bị chứ. Mà vào cái xó đi kìa. Dạ, dạ. Mà dạy. Dạ. Mà dạy học mà. Sơ học bà ở Hòa Hưng đó. Dạ. Bà 300 thánh mẫu Lê Văn Duyệt. Dạ. Tức là năm mấy chục năm trước rồi hay sao? Năm 60 mấy. Năm 60 mấy hả? 64 là sợ ở đó rồi. Wow. Sợ ở đó 6 năm. Dạ. Rất là vui. Dạ. Không ngờ trái đất nhỏ như vậy rồi. Qua đây lại gặp sơ mà sao biết sơ chuyên nữa. Sơ biết. Dạ trời. Định sang thăm sơ mấy lần rồi. Không, sơ có sang thăm rồi. Nhưng mà định là năm vừa rồi là định sang thăm. Mình đã tại giờ sơ biết là có sơ. Dạ. Lớn tuổi rồi không yếu lòng. Toàn là bề trên của sơ ở bên đó. Dạ. Yeah. Chuyên và phấn và Mỹ đó. Dạ. Chuyện nào mà sao qua bánh thì gọi tụi con ra rước. Ở thì nhiều người lắm ở Los Angeles có hết sơ. Cảm ơn nhưng mà sơ nếu sang đó là có nhà dòng lo hết. Đúng rồi, nhà dòng đông lắm. Mấy sơ giỏi lắm đó. Giỏi. Có sơ bác sĩ rồi kia sơ đi làm hết á. Ờ hay thiệt. Dạ. Con có lên đó mấy lần. Dạ.
đến thăm Sơ Chuyên hồi sinh nhật. Dạ. Mấy sợ trong đó công nhận trò hay thiệt lắm. Rồi giỏi. Ngôi nhà lớn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ 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 dạ. Đây, tối nay cho Sơ cho ăn đồ ăn Việt Nam nè, thấy chưa? Wow. Look at that. Quá ngon luôn. Rồi. Anh Điền hết pin rồi phải không? Sao hôm nay anh Điền này, tối nay ngủ được không? Buồn ngủ quá rồi hả? Buồn ngủ mệt quá không? Chị vậy? Chị nói là em làm cái gì pha bóp cho chị. Ồ dạ dạ dạ, để ăn xong đi rồi lên. Anh ở tầng số mấy? Anh là 219. Ờ em ở 311. Đây, hai chị đi mở ra uống gì, uống thuốc hả? Thuốc bổ hả? Thuốc để bất an nhà sàn có đẹp rồi. Bên này cha thấy đuối rồi, thấy cha. Chúng tôi nguyện đến cha cả sáng, cha chiều đêm, cha thân nhân, cha thân nhân.